Thì các bác mà theo dõi video thì thấy em chia sẻ hữu ích thì các bác tặng em một like. Thì sau đây em sẽ chia sẻ với các bác một số cái vấn đề về cái kỹ thuật nuôi ong vào cái vụ thu này. Tại vì cái vụ thu này là một trong những cái vụ mà mình thầy Chúa và nhân được đàn nhiều nhất. Vậy thì và mình nhưng muốn nhân đàn thì bao giờ cũng phải lao cầu. Vậy thì hôm nay em sẽ chia sẻ mấy cái vấn đề để các bác nắm được và các bác có thể là áp dụng vào các bác làm để có được số lượng thầy Chúa tốt nhất và được nhân được nhiều đàn và số lượng cầu được nhiều. Vậy thì mình muốn làm như thế nào để đạt được hiệu quả cao thì các bác cái đầu tiên thì em nói về cái việc mà đầu tiên thì mình cần phải có cái số lượng cầu và số lượng quân ở như trong cái tổ ong, làm sao cho nó phát triển đều và mình biết như lúc nào để mình lao cầu. Thì nó có mấy cái vấn đề. Cái thứ nhất là các bác lao cầu thì các bác phải tính được cái độ tuổi tiết sáp và đàn ong phải đông quân. Thì độ tuổi tiết sáp của con ong thì nó sẽ rơi vào từ ngày thứ 12 cho đến ngày thứ 18 là độ tuổi tiết sáp. Thì lúc đó mình mới bắt đầu là mình lao cầu. Đấy, mình lao cầu thì cái giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà mình phát triển cái đàn ong, mà đã gọi dùng cái từ phát triển cái đàn ong thì mình phải có số lượng cầu thì mình mới phát triển được đàn ong. Vậy thì độ tuổi của nó là từ lúc 12 ngày tuổi đến 18 ngày tuổi là bắt đầu mình lao cầu vào. Và mình muốn nhận biết được thì có hai cái cách để mình nhận biết rõ ràng nhất để cái thời điểm mình lao cầu, và nó có hai cách chính để mình lao cầu. Vậy thì cái thứ nhất là em sẽ chia sẻ với các bác là cái nhận biết về cái lúc mà độ tuổi tiết sáp. Độ tuổi tiết sáp thì đấy, như cái đàn ong này nó đang 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 sởi cánh này, có nghĩa là khi đàn ong sởi cánh thì là nó sẽ bắt đầu là từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 21 các bác, đấy đồng loạt sởi cánh các bác này. Rất là ok. Vậy thì cái độ tuổi của nó thì nếu như các bác không nhận biết được là cái độ tuổi mà tiết sáp để các bác lao cầu thì độ tuổi thứ 12 đến ngày 18 thì các bác chỉ cần sau khi đàn ong đó cái nhọng nó nở ra và sau khi nó vít nắp lại, có nghĩa là nó lên nhộng được 3 đến 4 ngày hoặc là 5 6 ngày cũng được, thì lúc đó là các bác lao cầu vào là đúng vào cái độ tuổi là từ ngày thứ 12 và ngày thứ 18. Cái thứ hai nữa mà các bác mà tính được thì bắt đầu nó đẻ trứng xong là bắt đầu lên ấu trùng. Lên ấu trùng được 4 5 ngày thì các bác lao cầu vào. Đấy, thì đó là cũng là cách tính toán. Cái thứ hai lao cầu thì nó có hai cách lao cầu các bác. Một là các bác lao cầu ở như trong, bên trong thì nếu lao cầu bên trong thì các bác phải nhận biết được cái độ tuổi lao động tiết tiết sáp thật nhiều thì các bác lao vào trong và đàn ong phải đông quân. Cái thứ hai là các bác lao chờ. Lao chờ có nghĩa là lao ngay chủ bên ván ngăn, có nghĩa là cầu ngoài cùng các bác lao. Đấy, thì là gọi là lao cầu ở ngay ngoài ván ngăn. Thì lúc đó là các bác sẽ biết là khi nếu các bác lao vào 2 ngày sau nó làm được một mặt đó thì các bác sẽ bỏ vào trong, đó là độ tuổi tiết sáp. Đấy, thì là đấy là cái cách mà nhận biết. Đấy, nhận biết để cái tổ ong có độ tuổi tiết sáp nhiều hay không và đàn ong nó làm để cho nó nhanh. Đấy, còn là cái việc mà thay chúa. Thay chúa thì cứ các bác phải nhận biết là trong cái khu vực của mình nó cứ tầm khoảng 500 mét đường chim bay mà có những cái con ong đực nó nở sớm ra, nó nở được 5 6 ngày thì lúc đó là các bác di trùng làm chúa, hoặc là các bác có thể là lúc đó là các bác có thể là đợi khoảng tầm cỡ các bác tính là nó nở ra 5 ngày thì các bác đợi khoảng 10 ngày là các bác mua những cái con chúa tơ về các bác có thể là cho nó đi giao cấu. Nên là cái này thì cái việc thay chúa này nó rất là cần thiết và các bác phải mua thì các bác phải biết là những cái chủ tin tưởng. Tại vì sao? Cái con chúa nó quyết định bầy ong rất là nhiều.
Cái thứ hai nữa là vào cái giai đoạn này thì thường thì mình sẽ phát triển đàn. Phát triển đàn thì những tổ 3 cầu hoặc những tổ 4 cầu thì mình phải nhân lên. Nhân lên thì mình muốn làm được như thế thì phải tạo được một cái lớp quân. Đấy, có nghĩa là mình phải tạo lớp quân, thì từ giờ là các bác phải chăm sóc cái đàn ong để làm sao trong cái tổ ong các cầu của nó là phải có trứng nhộng và ấu trùng càng nhiều càng tốt, thì nó mới thay thế được một cái lớp quân kia nhiều hơn. Đấy, thay thế được một lớp quân kia nhiều hơn thì đương nhiên nó sẽ phát triển cái bè ong rất là tốt. Đấy, phát triển bè ong rất là tốt thì lúc đó là các bác mới có những cái số lượng quân và số lượng cầu trong tổ ong nhiều nhất, thì lúc đó là các bác nhân đồng đàn ong, thì đàn ong nó sẽ được những cái tổ ong khỏe nhất. Tại vì khi các bác tách ra hai cầu thì bao giờ nó cũng khỏe hơn tách hơn một cầu. Đấy, một cầu là trừ những cái lúc mà mình tận dụng các cái mủ chúa thôi. Đấy, vậy thì mình muốn làm được như thế thì các bác biết là khi con ong mà cái nguồn phấn không có thì các bác phải hỗ trợ phấn, còn nếu nguồn không có gì. À, cũng xin thưa với các bác là không có gì bằng cái nguồn phấn ngoài tự nhiên đâu. Đấy, nhưng mà nó mà không có thì mình phải hỗ trợ, tại vì cái nguồn phấn thì nó phụ thuộc vào từng nơi từng vùng để mình có những cái hướng để mình hỗ trợ cho nó. Nếu như ngoài tự nhiên mà nó không có mấy thì đương nhiên là các bác phải hỗ trợ rồi. Và có những cái là các bác phải 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 linh hoạt, ví dụ như những cái tổ yếu đây em chia sẻ, ví dụ những tổ yếu, những tổ mà nó có hai cầu mà nó vừa đủ quân và những tổ mà nó lên 4 cầu mà nhộng nó phên hết thì các bác có thể đổi cầu cho nó, có nghĩa là đổi cầu từ tổ nọ sang tổ kia, các bác rủ quân đi các bác đổi. Đổi làm sao để cho cái tổ ong hai cầu nó sung mãn hơn, hay ta gọi là nó đông quân hơn. Thì là mình đổi như thế thì cái tổ ong yếu thì nó sẽ trở nên là tổ ong khỏe. Đấy, tổ ong khỏe và cái tổ kia thì nó sẽ vẫn giữ cái mức bình thường. Đấy, tại vì cái tổ mà số 5 à, số, cái tổ mà 4 cầu 5 cầu đấy. Đấy, và hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác là các bác thay chúa không được phép thay quá 2 phần 3 cái tổ ong ở như trong vườn ong của các bác. Ví dụ các bác có 10 tổ ong thì các bác thay tối đa nó chỉ có mỗi 7 đàn thôi. Đấy, không được thay hết. Đấy, nhưng đây là cái nguyên lý, nhưng mà một số các bác là không hay để ý là thay đồng loạt. Đấy, đến lúc mà không may nó mắc bị bệnh, nó rồi là nó bị tụt quân, rồi là nó trắng cầu, các bác không có những cái cầu để mà viện. Nên là em khuyên các bác là nếu như các bác chỉ được phép trong cái vườn ong của mình thì các tổ ong đó thì các bác chỉ được phép là thay 2 phần 3 của cái tổ ong thôi. Đây là em vừa ví dụ là trong cái tổ ong thì các bác chỉ nên thay, hoặc các bác nhân đàn cũng thế. Các bác nhân đàn thì 10 tổ ong các bác cũng chỉ được phép là nhân đôi với 7 tổ thôi, còn để lại 3 tổ. Đấy. Và có một cái là thường là rất ít người người ta làm. Đấy. Chỉ những người người ta có kinh nghiệm hoặc người ta nuôi lâu rồi, thì đó là cứ 10 đến 15 tổ ong thì các bác phải có ít nhất là 1 đến 2 tổ ong. Có nghĩa là 1 đến 2 tổ ong chủ công, ta dùng cái từ là chủ công nhé các bác nhé. Vậy thì những cái tổ chủ công để làm gì? Những cái tổ chủ công đó là nó phục vụ xây cầu đấy, và viện cầu cho các cái tổ khác đấy, thì là những cái tổ đấy là gọi là những cái tổ chủ công đấy, những tổ chủ công để cho nó đảm bảo và nó đạt cái hiệu quả cao. Chứ còn nếu như mà các bác mà không không có những tổ chủ công là không may nó xảy ra những các cái vấn đề mà ví dụ như là tổ ong yếu hoặc tổ ong trắng cầu, mình không có cái tổ nào để lấy. Đấy, nên là những các cái giai đoạn này là cái giai đoạn chuẩn bị, nên các bác lưu ý một chút. Đấy, tại vì cái kỹ thuật của con ong nó cực kỳ là nhiều. Đấy, nhưng mà nó những cái cơ bản thì mình phải nắm. Mình nắm để mình nuôi con ong, để con ong nó phát triển cho nó tốt thì nó mới ok được. Đấy, còn là cái video như video hôm nay thì em chủ yếu là quay các cái vườn ong của em, và em chỉ chia sẻ cái một số cái kỹ thuật cơ bản để đến mùa vụ, để các bác làm sao mà
có những cái tổ ong là nó tốt nhất, và các bác thay được chúa được nhiều nhất và nhân được số lượng đàn nhiều nhất và phát triển tổ ong mạnh khỏe nhất. Đấy là những cái mà để em chia sẻ với các bác để nó cái vụ nhân đàn này. Và còn một cái nữa là các bác nên lưu ý, có nghĩa là cái giai đoạn này là một trong những giai đoạn nhân được nhiều đàn nhất. Thì nếu như mà bác nào mà có kinh nghiệm rồi, các bác có thể tách một cầu quân đông, ví dụ tổ ong 4 cầu quân đông, các bác có thể tách ra 4 tổ, sau đó nó giao cấu xong cái thì các bác có thể là ghép nó lại, giao cấu để trứng ổn định. Và các bác lưu ý, cái này là cái lưu ý nhá, lưu ý là các bác nên là khi nào nó lên ấu trùng 4-5 ngày tuổi hoặc lên nhộng thì các bác mới được ghép. Theo dõi video của em mà thấy video hữu ích thì các bác tặng em like.